Laptop gaming của Gigabyte chắc không còn quá xa lạ với tất cả các bạn nữa, nhất là mẫu G5. Và các bạn đoán xem trên bàn của mình đang là mẫu gì? Đúng là mẫu G5 của 2021. Nó có cho các bạn một cái màn hình phủ màu là sRGB 100%, SSD Gen 4 và thêm 16GB gắn sẵn nữa. Nhưng các bạn phải đánh đổi lại việc gì? Thứ nhất là các bạn sẽ có sở hữu cho mình là một cái thiết kế vô cùng thô kệch và nặng nề. Thứ hai là các bạn sẽ có một cục pin rời. Và tất cả đó chỉ là còn quá khứ. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn cũng Gigabyte G5, nhưng mẫu laptop mới nhất của năm 2022 và đẹp hơn rất nhiều. Xin chào, mình là Khủng Long, mình đến từ Siêu Tốc. Và mình có ở đây chính là Gigabyte G5 KE. Và bên trong này sẽ có con GPU, đó chính là 3060 6GB. Và các bạn biết rồi đó, khi có 3060 6GB, các bạn sẽ chơi game mượt mà hơn, nhưng bù lại nó sẽ nóng hơn. Nên đó là do sao Gigabyte đã thiết kế lại hệ thống tản nhiệt này, có bao gồm 5 ống đồng và nhiều khe thác gió hơn, nó gọi là Winterfox. Và không dừng lại ở đó, Gigabyte còn ưu ái cho em này bằng cách là bỏ vào trong đây một công nghệ nữa, gọi là công nghệ Mudswitch. Nó sẽ giúp cho các bạn khi chơi game được mượt mà và cái khung hình ảnh của bạn không bị lên xuống quá nhiều. Và trên em này mình đã chơi một số tựa game, các bạn biết đó, mình đã tắt bật Mudswitch để coi có sự thay đổi nào không. Và không ngoài dự đoán của mình, khi mà bật Mudswitch lên thì mọi thông số FPS đều ổn định nằm ở một thông số nhất định, còn khi tắt đi nó sẽ sụt giảm ở đó các bạn từ 5-10%. Và ngoài ra mình cũng đã chạy benchmark và một số cái phần mềm khác để đo được thông tin của em nó, mình sẽ hiển thị ở ngay đây. Và đây chính là cái hiệu năng mà mình đã test trên cái 3D Max dành cho các bạn, để cho các bạn xem được rõ ràng nhất là cái con chip này cũng giống như là cái card đồ họa này mạnh mẽ mức độ nào. Thì khi mà mình sử dụng 3D Max trên màn hình chính của nó mà không cần xuất ra màn hình ngoài thì mình đạt được 7.485 điểm, và card đồ họa của nó, cái graphic core nó được 7.160 điểm, và cái điểm số CPU của nó được 10.083 điểm. Và các bạn biết gì không, là cái hiệu suất cũng như là cái FPS của nó là được 70 cộng. Nhưng mà khi mình xuất ra màn hình ngoài, đây mới là lúc cái Mudswitch được hoạt động hết công suất của nó, cũng giống như là thể hiện được là cái Mudswitch mạnh mẽ đến cỡ nào. Thì cái điểm mà graphic á, nó đạt được 7.242 điểm, và cái điểm CPU á, được 10.146 điểm. Đó là đã nhỉnh hơn cái việc mà các bạn xuất ra màn hình bình thường. Còn về điểm số chung á, nó sẽ được 7.566 điểm, và FPS nó được tặng lên là 75 cộng. Thì nếu như mà so 70 và 75 thì nó chỉ lệch nhau 5 khung hình thôi. Nhưng nếu như các bạn chơi các tựa game liên quan tới FPS nhiều như là CSGO hoặc là một số tựa game khác, thì cái việc mà chênh lệch cái FPS này nó sẽ dẫn đến cái việc mà thắng hay thua trong game của bạn rất là nhiều luôn. Còn về các tựa game AAA mình đã trải nghiệm qua, do Tomb Raider nè, thì hiệu năng của nó luôn nằm ở mức dưới 100 FPS. Đôi lúc mà nó drop xuống cao nhất á, cũng chỉ có 60 FPS thôi, còn lại vẫn duy trì từ 100 FPS tới 137 FPS. Về Cyberpunk thì các bạn biết Cyberpunk là một cái hình nó khá là nặng để chơi được đó, nhưng mà máy luôn giữ cho mình một cái khung hình tầm từ 57-61 FPS. Và đây là một trong những số khung hình tốt nhất để các bạn trải nghiệm từ game AAA như thế này ở trên chiếc laptop này. Về tổng quan, Gigabyte G5 mẫu 2022 đã thay đổi hoàn toàn thiết kế so với Gigabyte G5 2021. Cụ thể là mỏng hơn 22% so với thế hệ trước. Và các bạn có biết gì nữa không? Nó còn nhẹ hơn rất là nhiều. Ngoài ra, trên mẫu Gigabyte G5 KE này còn được tích hợp cả Thunderbolt 4 giúp các bạn sạc được. Các bạn tưởng tượng nha, sáng các bạn đi làm, sau đó các bạn chỉ cần mang thêm một cổng C rất là nhỏ thôi. Nó cũng giúp cho các bạn có pin để làm việc trong một ngày dài. Và khi các bạn về nhà vào buổi tối, các bạn cắm cái cục sạc của nó vào, nó sẽ bung hết hiệu năng, giúp cho các bạn chơi game giải trí một cách tốt hơn. Tiếp theo, về mặt bàn phím thì các bạn sẽ thấy layout được thiết kế hoàn toàn mới, giúp cho các bạn nhìn rõ ràng hơn cũng như cảm giác bấm sẽ tốt hơn. Và phía bên dưới đó chính là phần touchbar. Touchbar đã được thay đổi hoàn toàn, cũng giống như là tăng diện tích sử dụng lên 95%. Các bạn sẽ di được 4 ngón trên này một cách rất là thoải mái mà cực kỳ phê luôn các bạn.
và phía bên trên của nó chính là cái màn hình. Cái màn hình này là 15,6 inch và nó có tần số quét là 144Hz. Các bạn chơi game một cách gọi là trơn tru mượt mà luôn. Nhưng nếu các bạn có ý định làm đồ họa trên em này thì mình khuyên các bạn nên xuất ra màn hình ngoài, nó sẽ giúp cho các bạn tốt hơn. Còn em này nếu các bạn muốn mang vác ra ngoài mà không cần mang theo pin hoặc là USB Type-C thì các bạn sẽ trụ được từ 3 tới 4 tiếng ở ngoài xã hội đấy. Cảm nhận cá nhân của mình về em này đó chính là quá mỏng nhẹ cũng như là quá mạnh. Các bạn cứ tưởng tượng đi, các bạn bỏ một con quái vật vào trong ba lô để đi khắp thủ đô, các bạn làm được rất nhiều việc với em này. Và đó là một trong những cảm nhận riêng của riêng mình. Còn các bạn thì sao, có thể comment ở phía dưới cho mình biết được hay không. Và đừng quên, mình là Khủng Long đến từ Siêu Tốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.